Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 6, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và bắt khẩn cấp 7 nghi phạm. Ngoài ra, Công an cũng đang truy tìm nghi phạm cầm đầu trong vụ gây rối hiện đang bỏ trốn là Trà Hưng Thọ, tên thường gọi là Lép, 26 tuổi, ngụ tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Theo điều tra ban đầu ngày 19 tháng 6, Mai Xuân Trí, tên thường gọi là Siên, 26 tuổi, và Lê Đắc Hiếu, 27 tuổi, cùng ngụ quận Hải Châu, đến nhà ông Trà Huy Trí, 52 tuổi, cha của Trà Hưng Thọ, để đòi nợ giúp bạn vì ông Trí thiếu tiền lương hơn một năm. Tuy nhiên, Hiếu và Trí không gặp ông Trí mà gặp con ông này là Thọ. Lúc này giữa Hiếu Trí xảy ra mâu thuẫn với Thọ nên hai bên xảy ra xô xát. Chiều ngày 22 tháng 6, Thọ đang ngồi nhậu cùng cha mình là ông Trí và em họ Thọ thì Hiếu và Trí gọi điện thách thức, yêu cầu đến điểm hẹn để đánh nhau. Lúc này, ông Trí cùng con trai là Thọ và nhiều người khác khoảng 10 người cầm hung khí đến điểm hẹn. Khi đến đường Đỗ Quang thì nhóm của Thọ gặp Hiếu và Trí nên lao vào đánh tới tấp. Hiếu và Trí dùng súng nhựa đạn bi bắn và dùng hung khí đánh trả. Tuy nhiên, do nhóm của Thọ đông người nên cả Hiếu và Trí đều bị đánh trọng thương. Trí buông súng nhựa bắn đạn bi tại hiện trường, nằm bất động trên đường. Riêng Thọ cũng bị thương ở tay. Sau khi đến bệnh viện sơ cứu nhưng đã nhanh chóng bỏ trốn, đến nay vẫn đang truy tìm. Vụ việc hỗn chiến giữa ban ngày có súng vứt trên đường khiến người dân khu vực hoảng sợ. Ngay sau đó, công an đã quyết liệt vào cuộc điều tra, truy tìm và nhanh chóng phá án. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.